Thưa quý vị các bạn, hôm nay ngày đầu tiên của tháng 8, không ít người dân miền Bắc ngay lập tức liên tưởng đến mùa thu, nhưng sau những ngày cuối tháng 7 thời tiết tương đối mát mẻ thì ngày hôm nay ở Bắc và Trung Bộ, nhiệt độ đã tăng trở lại và nắng nóng xuất hiện tại nhiều địa phương. Dự báo nắng nóng sẽ mở rộng trong ngày mai và sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi giải trí trong ngày cuối tuần. Nhiệt độ cao nhất trưa nay cao hơn từ 1 đến 2 độ so với những ngày trước, phổ biến từ 33 đến 35 độ C. Riêng một số nơi do yếu tố địa hình còn ở trên ngưỡng nắng nóng, trong đó cao nhất là tại Hương Sơn, Hà Tĩnh 37 độ C. Tuy nhiên, đây chỉ là số liệu trong lều khí tượng, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn từ 1 đến 3 độ. Dự báo, nhiệt độ sẽ còn tăng cao trong ngày mai, phổ biến từ 34 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Đi cùng với đó, độ ẩm vào giữa trưa sẽ giảm xuống rất thấp, từ 50 đến 60%, nên tạo cảm giác oi nóng khó chịu. Đây là những đợt nắng nóng cuối mùa và là dạng thời tiết đặc trưng trong tiết đại thử, có nghĩa là oi nóng. Nắng nóng sẽ không kéo dài và chấm dứt trong những ngày tới khi đợt mưa rông lại xuất hiện từ ngày mùng 3 tháng 8. Và phải đến ngày mùng 7 tháng 8, ngày bắt đầu tiết lập thu thì thời tiết mới chuyển sang giai đoạn mát mẻ.